Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại quay video hàng của tôi về này. Khá là nhiều đúng không các bạn? Đây thì ở đây có hoa bắp cải ép một mix, tức là trong một gói này đã trộn lẫn tất cả các màu rồi nhá các bạn nhá. Đó. Hoa mãn đình hồng kép. Rau cần tây cao sản. Cải bảy sắc cầu vồng. Đậu cô ve lùn hạt trắng. Hoa cát tường. Hoa 10 giờ Mỹ kép. Đó. Rất là nhiều đúng không ạ? Dưa chuột baby F1. Cỏ đổi màu. Súp lơ mix. Đó, súp lơ này thì trộn lẫn các màu này, trắng, tím, xanh. Đó. Cà chua chuỗi ngọc. Hoa thạch thảo mix. Hoa sao nháy đơn, hay còn gọi là hoa cánh bướm. Hành tây tím. Cà chua khổng lồ. Cải hoa hồng. Đó. Cúc họa mi. Dưa lê Hàn Quốc. Hướng dương đỏ. Cúc Đài Loan mix. Cà rốt nhiều màu. Đó, hôm nay về tạm thời như vậy. À đây nữa. Cải xoăn xanh. Rồi, đó các bạn nhé. Hôm nay về tạm thời như vậy đã. Lần nào về cũng vậy, toàn là hàng date mới thôi. Không có một cái nào của hàng date cũ đâu ạ. Đó. Lần sau thì tôi sẽ lại quay video tiếp.